Cảnh sát hình sự công an tỉnh Kiên Giang vừa bắt giữ đối tượng Thái Thanh Bình, 23 tuổi, trú ở Tân Thạnh, xã Tân Hiệp A, huyện Tân Hiệp, tỉnh Kiên Giang về hành vi giết người cướp tài sản. Nạn nhân là ông Huỳnh Thanh Phong, 49 tuổi, trú tại phường Vĩnh Lạc, thành phố Rạch Giá, hành nghề chạy xe ôm. Sau gần 2 ngày gây án, vào khoảng 12 giờ trưa ngày hôm qua, đối tượng bình bị lực lượng cảnh sát hình sự công an tỉnh kiên giang bắt giữ khi đang ngồi chơi game tại quán game ở phường vĩnh lạc thành phố rạch giá hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh kiên giang đang tiến hành tạm giữ hình sự đối tượng để tiếp tục điều tra làm rõ